Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp máy bay đơn giản nhưng bay được xa nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Thì bước đầu tiên này thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy nha. Đây thì mình lấy cái giấy vỡ mình đã cắt ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn gấp đôi tờ giấy lại nha. Gấp đôi lại ở hai bên luôn. Rồi thì sau khi các bạn đã gấp đôi thế này rồi này, bước tiếp theo các bạn mở ra thì nó có cái đường lèn ở giữa này, thì các bạn gấp lại như mình như thế này nha. Đó, các bạn gấp như thế này. Ở bên đây các bạn cũng gấp lại. Rồi thì sau khi các bạn đã gấp hai bên như mình thế này rồi nè, bước tiếp theo các bạn gấp xuống. Mình thấy cách gấp máy bay này nó cũng khá là đơn giản nha. Các bạn gấp xuống có mũi ở dưới đây luôn nha. Rồi các bạn vuốt ra. Đó, các bạn vuốt cho hai bên nó xứng với nhau này, đừng có để nó bị lệch sang một bên nha. Đó, thì sau khi các bạn đã gấp xuống rồi, bước tiếp theo các bạn gấp như thế này nha. Các bạn gấp theo cái đường lèn này cho nó chuẩn này. Rồi ở bên đây các bạn cũng gấp lại nha. Thì giờ sau khi các bạn đã gấp hai bên thế này rồi, bước tiếp theo là các bạn chỉ cần lật cái ở dưới đây lên thôi. Rồi các bạn lật lên nha. Rồi thì sau khi các bạn đã lật lên rồi thì bây giờ các bạn gấp lại thế này. Rồi bước tiếp theo các bạn gấp xuống. Rồi các bạn lật sang bên đây. Các bạn gấp cái cánh bên đây xuống nữa nha. Rồi ok, vậy là mình đã gấp hoàn thành cả máy bay. Khá là đơn giản luôn. Bằng giấy vỡ của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ test thử nha. Thử nó bay xa không nha.